Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình có gì qua Điền Lư. Điền Lư là một xã thuộc huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, nước Việt Nam, nằm ở vùng Bắc Trung Bộ, được thành lập năm 1964, có diện tích 16,96 km² với dân số năm 1999 tổng cộng 6.221 người. Xã có mệnh chính là 14950. Về địa giới hành chính, xã Điền Lư nằm ở phía đông của huyện Bá Thước, thuộc hữu ngạn sông Mã, phía đông giáp các xã Lương Ngoại và Điền Trung, huyện Bá Thước, phía nam giáp xã Điền Trung, huyện Bá Thước, phía tây giáp các xã Điền Quang và Ái Thượng, huyện Bá Thước, phía bắc giáp các xã Ái Thượng và Lương Ngoại, huyện Bá Thước. Về lịch sử và hành chính, xã Điền Lư gồm đất Mường Khô và một phần của đất Mường Khương thời Lê Nguyễn, là vùng đất thuộc huyện Cẩm Thủy, phủ Thiệu Thiên, Thanh Hóa. Đến năm Thành Thái thứ 16 năm 1904 thuộc Tổng Điền Lư, Châu Quan Hóa, vào năm Khải Định thứ 10 năm 1925, Tổng Điền Lư chuyển về Châu Tân Hóa mới thành lập. Năm 1943, Tổng Điền Lư trở lại thuộc huyện Cẩm Thủy. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Tổng Điền Lư thuộc Châu Tân Hóa mới tái lập. Đến tháng 11 năm 1945, Châu Tân Hóa đổi thành Châu Bá Thước theo tên của thủ lĩnh Cầm Bá Thước trong phong trào Cần Vương. Tháng 3 năm 1948, xã Điền Lư lúc này là vùng đất thuộc xã Hồ Điền thuộc huyện Bá Thước. Năm 1964, xã Hồ Điền được chia thành 4 xã là Điền Quang, Điền Hạ, Điền Thượng và Điền Lư. Tên gọi Điền Lư chính thức xuất hiện từ đây. Khi mới thành lập, xã Điền Lư gồm các chòm Giòn Đặc, Dè Bát, Giáp, Dầm Tám, Cồ Vàn, Kéo Mường Do, Triềng Lãm, Giềng Vơ, Trúc, Song Chót, Chiêu, Ngán Xịa, Cọc và Điền Lư. Năm 1984, xã Điền Lư được chia thành hai xã là Điền Lư mới và Điền Trung. Xã Điền Lư lúc này có các chòm Chót, Si, Vỏ, Triềng, Chiêu, Đắc, Điền Lý, Giòn, Điền Giang, Bát và Song. Hiện nay, xã Điền Lư gồm các chòm Triềng Lẫm, Chiêu Cao, Giòn, Điền Lý, Bác, Điền Giang, Giềng, Vỏ, Sông Mã, Điền Tiến và Tròm Phố. Về giao thông, xã Điền Lư có tỉnh lộ 217 chạy qua.